Tôi giận lắm ạ. Sao? Cao đi ông. Cái gì? Ông già. Hả? À, ông làm gì nữa? Ông ngon lắm hả? Ông đuổi mẹ con tôi phải không? Bữa nay tôi đuổi ông đó. Tôi rốt đầu ông nè. Cái thằng con hồi nãy đó hả? Cái hèn khô sao giờ nó ăn nhậu dữ vậy? Ừ, nó ngoan lắm á. Ngày nào cũng xỉn nó giờ đẹp nhỏ nó ngoan mà giờ nó quậy ra đó đó. Ông nhìn gì? Ông có nghe tôi nói không? Tôi rốt đầu ông đó. Rồi mày định làm cái gì tao? Làm gì hả? Ông ra khỏi nhà đi. Ông biết. Cút theo. Tao nói cho mày biết nè. Nhà này của tao chứ phải nhà của mày hết chưa? Ông nói làm sao? Nhà này của ông hả? Ông có lo không? Hay là tôi với mẹ lo? Đi làm đầu tắt mặt tôi. Ông hả? Tôi ngày chị nhậu. Vậy ông đánh tôi với mẹ. Ông rốt đồ hai mẹ con tôi. Bữa nay tôi rốt đồ ông đó. Ông nhìn đi. Ông hiểu không? Hả? Thằng mất dạy đi. Mất dạy hả? Vừa mất dạy là do ông đó. Ông có dạy không? Hay ông đi ăn nhậu? À, cái bị ức chế lâu quá đúng rồi đó. Ông già làm ức chế quá mà trời, nhưng mà nó quát lên nó nói làm chứ khổ khổ bà mẹ khổ tâm rồi. Nào bên chồng nào là con nữa. Đúng rồi, ông muốn nhậu không? Ui, ông nhậu nè vô rồi nó ngủ, ông uống rượu luôn kìa. À, thấy ghê chưa? Quá sao nhịn gì nhậu không? Thèm lắm hả? Thèm lắm đúng không hả? Mẹ sinh con hết chứ con đừng có quậy nữa. Con không có quậy. Mẹ không có khóc, không có sợ không? Có con rồi, dùng lên. Ra đường nghe lời người ta. Về đánh vợ đánh con. Mà bây giờ ông đứng đó như chờ chồng vậy. Ông điếc hả? À, mẹ tôi lại không? Con nó xịn vào chấp nhất nó chì vậy không? Thà cho con đi ông ơi. Mà coi hết kìa. Tôi như vậy là do ông đó ông già. Con thương mẹ đi chứ con đừng có quậy nữa con. Nhà mình nhà nó cũng không có yên ổn hết trơn á. Con thương mẹ. Cho nên hả là con quậy cho ông biết. Ông cũng biết nhục nữa hả? Mất thở không? Bà mẹ khổ nhất. Tội ghê không? Ừ. Rồi. Khóc với chồng đã giờ khóc với con luôn. Đó mày làm gì sao? Làm gì hả? Thì tôi quậy vậy đó. Tôi nói cho ông biết nè. Bây giờ một là ông biến ra khỏi nhà. Hai là tôi đốt đồ ông. Tôi không cho ông mặc cái gì hết á. Ông làm cái gì với mẹ con tôi là bây giờ tôi làm lại như vậy đó. Tao thích mày đó. Ông khỏi đó. Ông đánh không? Ông đánh không nè? Ông đừng tưởng ông làm cha tôi là tôi không dám quýnh ông nghe. Con đi vô nhà đi châm. Ông cứu nội tôi đợi mồi tôi cũng chờ đó. Thằng này không có sợ đâu. Sao? Con đi vô nhà đi châm. Tao không đánh rồi đó. Ông ra cho con đi hả? Ông đánh tôi hả? Ông xứng đáng làm cha không? Có cha nào mà đi ăn nhậu và đánh vợ con? Ông xứng đáng làm đàn ông, xứng đáng làm chồng, làm cha hả? Kìa. Mấy người kia kìa ngoài đường kêu ông nhậu đó. Mấy người đó là ông cứu nội của ông đó. Ông đi ra đường ông ăn nhậu đi. Ông ra qua mấy người đó ông mạo đây. Thấy nó dạy đời không? Thấy nó dạy đời chú không? Thấy nó dạy đời. Rồi sao? À, cũng mất dạy đó. Ông có dạy luôn ngày nào không? Đây là ông ăn nhậu. Đi vô ngủ đi con. Không có ngủ. Ông nhịn vậy. Tôi nói ông đúng mà. Ê, Trang Trang đi, để ông hôn rồi đánh lộn rồi sao? Ừ, chuyện gia đình ta. Để coi làm sao chứ. Ông ba này ông hung lắm. Lơ mơ là ông đánh mình luôn á. Ông thèm rượu lên nữa không? Ông mua không? Tôi cho ông mua nè. Ông mua không? Ở trên cha cha trò đánh nhau rồi kìa. Trời ơi. Đừng đánh câu, đừng đánh câu mà ông ơi. Con có mặt quá thì. Thôi dù sao ông cha mình nè. Cha gì? Không có vô, ông muốn ngủ gì hết á. Ngủ đi con. Ngủ đi chút là tỉnh mà đi. Vô đi con. Con không có vô. Thưa mẹ con đi vô đi con, vô mẹ con vô đi à. Ba con cũng thắc rồi à. Ông biết mắc cỡ à. Mẹ con khổ tâm lắm á. Đi đi vô con, đi vô. Ờ mẹ à, đi vô. Không có vô gì hết á. Ờ vô đi con. Không có vô. Mày quá mất dạy rồi nha. Mày đi khỏi nhà con đi chưa? Sao ông nói sao? Thôi con, thôi con. Thôi con, ông muốn gì hả? Hả? Thôi đâu. Từ từ nói con. Không có từ từ. Vô đi con. Ra đi. Thương mẹ con bỏ qua đi, thương mẹ con bỏ qua đi. Mẹ con khổ tâm lắm á. Mấy cô chú thấy không? Ngày nào ăn nhậu giờ cũng đánh hết trơn á. Rồi sao? Buông ra đi. Hôm nay hả? Bây giờ thôi hôm con, thôi con. Ăn thua đủ với ông nè. Đây, mày có gì? Buông ra đây. Dù sao cha mình mà, bỏ qua đi con. Cha nào mà vậy? Hả? Cha nào mà đi đánh con? Bữa đánh vợ không? Con. Buông ra đi. Được thoát quậy chưa? Được thoát chịu chưa? Tao nói được quậy nữa nha. Thôi đi, đi làm quá. Lá xịn mà, không được chấp nhất với con. Đi đi ông. Đi ra ngoài đi. Ông nhớ đi ông già, ông biết nha. Thôi thôi thôi. Đi ra ngoài con. Đi ra ngoài con. Đánh vợ mày té bây giờ đó. Ông đi ra khỏi nhà nghe. Nếu ông không ra khỏi nhà nghe.
là chiều nay nha, đồ của ông không còn gì đó. Đi vô đi con, đi vô con. Thưa mẹ, con vô thủy đi, đi đi đi. Mọi người ơi, cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con cái. Trước khi mình làm điều gì, mình phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động nha. Đừng như câu chuyện vừa rồi thì nó không có tốt đâu. Đừng nghĩ chim phim mới có, ngoài đời có đó.